Trong những ngày đầu của năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành đội bóng chuyền nam đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia khi đăng quang tại vòng chung kết diễn ra tại Bạc Liêu. Và hơn một tháng sau chiến tích lịch sử đó, thầy trò huấn luyện viên Bùi Huy Trâm đã hồi quân trở lại, chuẩn bị cho mùa giải mới với không ít thách thức phải đối mặt. Thách thức đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh chính là ở vị trí phụ công. Năm nay, huấn luyện viên Bùi Huy Trâm khó có thể tiếp tục mượn Phạm Thái Hưng, bởi tay đập này gần như sẽ được đơn vị chủ quản Đà Nẵng cho mượn tới sàn Khánh Hòa, bại tướng của Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chung kết giải vô địch quốc gia 2019. Ở trận đấu đó, Thái Hưng đã chơi rất hay và góp công không nhỏ mang về chiến thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì vị trí của Hưng là hiện nay ở Việt Nam nhìn chung là tìm kiếm người thay là không nổi. Thế do vậy cho nên chúng tôi đành phải chấp nhận đẩy các cái vị trí khác tính hiệu quả lên và hỗ trợ cho vận động viên trẻ trong cái đánh nhanh. Đối với em thì vị trí đấy Phạm Thái Hưng thì tốt, nhưng mà bây giờ nếu mà không có vị trí đấy thì bọn em sẽ cố gắng mọi người một tí để bù lấp lại cái vị trí đấy. Khó khăn thứ hai chính là lịch thi đấu. Do là đương kim vô địch Việt Nam nên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự giải các câu lạc bộ nam vô địch châu Á diễn ra ở Thái Lan từ ngày 18 tháng 4. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch virus corona nên Cúp Hùng Vương và vòng một giải vô địch quốc gia chưa ấn định ngày khởi tranh. Điều này ảnh hưởng đến việc lên kế hoạch tập luyện của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm và các cộng sự. Để chúng tôi cố định quân chúng tôi trong một cái khu vực và chỉ có từ khu vực ấy lên sân tập, còn ngoài ra chúng tôi không cho quân đi đâu, kể cả buổi tối ăn sáng, ăn trưa, ăn tối là đều ở trong khu vực hết, không cho tiếp xúc với người ngoài. Và cái nữa là chúng tôi vẫn duy trì cái tập luyện bình thường thì và theo dõi hàng ngày. Mùa giải 2020 là mùa giải quan trọng với bóng chuyền nam Thành phố Hồ Chí Minh, bởi bên cạnh mục tiêu tiếp tục giành thứ hạng cao ở các giải đấu, đây còn là năm cuối trong kế hoạch 3 năm xây dựng lối chơi của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm với đội bóng. Trong đó, năm nay vị trí lập ra gạo cội này đặt mục tiêu giúp các học trò tấn công theo khu vực và nhịp điệu thi đấu.